con xin tự giới thiệu chú, con danh ca Đàm Vĩnh Long. Anh Đàm Vĩnh Long nè, anh Đàm Vĩnh Long nè, anh Đàm Vĩnh Long, anh Đàm Vĩnh Long. À, xin lỗi mọi người nha, đã lỡ hứa với các bạn rồi, mà cái tính của tôi đó là hứa là phải làm. Thực trạng đi tình nguyện giới trẻ hiện nay công ích hay vô ích? Đã bắt gặp một số hình ảnh các bạn sinh viên được cho là đi làm công ích nhưng lại chỉ ngồi đùa giỡn để mặc nam danh ca làm một mình. Xin lỗi mọi người, thật sự là cái chuyện này tôi không hề biết gì hết. Em thấy người ta viết bài danh cái em xe liền luôn. Tôi đang định là tổ chức một buổi ca nhạc để mà tri ân cùng quý vị. Dạ, cảm ơn mọi người nhiều nha, cảm ơn mọi người nhiều nha. Ủa, anh ngủ ngoài đây luôn hả? Hay là để em vô em lấy cái mền cho anh nha. Tối ngủ ngoài này mũi với lại lạnh lắm luôn á. Đợi đợi em xíu. Ôi chết rồi. Chết rồi, chết rồi, mất. Có chuyện gì vậy anh? Cái tiền ngày hôm qua mày đưa tao á, thì khách sạn 20 triệu á, đâu mất tiêu rồi. Anh tìm kỹ chưa? Tao tìm kỹ lắm rồi, mày, cái phòng tao ở mà tao lục muốn tung lên luôn á. À, hôm qua anh nhảy nhót ở đây sung lắm nè. Mọi người ào lên nhảy chung rồi chụp hình tặng bông các kiểu. Chắc là mất lúc đó mày rồi đó. Đừng bây giờ nói vậy hết trơn á. Mày nói chẳng khác mà đổ thừa cho người ta. Ê, đúng rồi. Ngày hôm qua cái... Nhưng mà cũng chưa chắc. Để em hỏi người ta coi nếu mà người ta có lụm được chắc thì... Chắc chắn là còn chưa chắc gì nữa. Chỉ có như vậy thôi à. Nếu mà anh chắc như vậy á thì mình cứ hỏi thẳng người ta đi, được thì mình xin lại. Hỏi cuộc đời của mày ngu. Tao là cái mặt tao vậy nè, mà tao vô tình tao lượm 20 triệu thôi, hỏi tao tao cũng muốn đàn cái miệng tao chứ đừng nói là cố vô móc. Giờ anh tính sao? Nó lấy đảm bảo là lấy luôn, nó giếm luôn rồi. Mày cái thằng gà, lấy cái máy ra chuẩn bị tìm chỗ nào vắng vắng rồi quay. Quay chi anh? Quay xong mà lấy cái đó đưa cho truyền thông. Cái vụ này anh cũng bia nữa hả? Sao? Ai bây giờ mình ngu ngu. Mới dạy xong rồi cũng vậy nè. Bây giờ mà đụng truyền thông phải có tốn tiền đúng chưa? Bây giờ coi như cái 20 triệu đó coi như mày mất rồi, coi như mày đưa cho truyền thông để mà coi như bia bản thân mày đi. Sao mày không động não xíu vậy hả? Dạ em biết rồi. Ủa có chuyện gì vậy anh Long? Cái gì vậy? Không có gì. Sáng sớm rồi này nọ đó. Kể cho tao nghe đi. À, chuyện là hôm qua anh Long diễn ở đây, mọi người lên nhảy nhót, chụp hình rồi tặng quà đó. Xong rồi không hiểu sao anh Long bị mất tiền cách xê. Mày nói cái gì vậy? Mày nói cái gì vậy? Tao mới nói người ta không có gì hết trơn rồi, mày nói ra vậy chẳng khác mày nói là người ta ăn cắp ở đây. Hả? Anh Long. Không phải, thật sự. Dạ. Tụi em không có nghĩ gì đâu. Dạ. Nhưng mà mất có nhiều tiền không anh? Không nhiều lắm đâu, đừng để tâm. Tầm có 100 triệu à. Hả? Mày là cái gì vậy? Hả? Nhiều lắm không á. Mình mất bao nhiêu, mình báo bao nhiêu? Mất 100, báo 100, chẳng là báo 3, 4, 500. Ừ, anh này kỳ nhờ. Anh tính báo 3, 500 hả? Anh này hay báo không, không có ý gì đâu nha. Cái này bây giờ phải hỏi báo công an đi anh. Bây giờ mà báo công an mất tiền đây nữa thì thật sự tự nhiên nó ảnh hưởng tới cái chỗ nhà của mình rồi, ảnh hưởng tới bà con này thì 100 triệu lận á. Được rồi, anh đừng có làm lớn chuyện nữa. Thật sự thì tôi chỉ mong cái người nào mà lỡ lấy từ số tiền của tôi đó, họ bỏ ra một chút làm cái chuyện thiện nguyện. Trời, anh cao thượng quá. Dạ thôi được rồi. Anh cao thượng quá. Tôi cũng hơi mệt á. Xin phép mọi người tôi vô trong tôi nghỉ ngơi chút xíu. Anh vô nghỉ nha. Dạ. Anh bình tĩnh. Dạ. Trời. Anh sao vậy? Không sao. Anh bình tĩnh chứ. Không sao. Vô pha ly trà đường. Thôi được rồi. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi chút xíu là tôi xong mà. Anh phải bình tĩnh. Dạ, bình tĩnh. Trời ơi. Không sao, tôi I'm fine. Tôi ổn mà. Cẩn thận nha anh. Dạ. Ê, mấy đứa vô ngồi. Bảo Trang, có kêu dừa cho Bảo Trang. Cảm ơn thầy. Tuấn. Dạ. Quạt ha? Dạ đúng rồi. Đầu gà. Cái này là mình mua sữa lắm an toàn là mình được tặng đó thầy. Mướn. Nhìn cứng vậy, nhìn như hộp sữa luôn á. Đâu Phê nha. Ôi, làm nắng nôi mà thầy có ơi. Cái quạt này thì nó rất là thầy ổn. Thầy không thấy ngại không? Thôi thầy xài đi, tôi qua tay được rồi. Thầy lớn rồi mà, thầy làm gì cũng được. Yeah.
sao đó thầy, thầy cứ xài đi. Được. Mà tính ra làm ca sĩ giàu thiệt hả? Ông mất hẳn 100 triệu luôn á mà ông bỏ qua dễ dàng thiệt á. Trời ơi, không phải là bỏ qua dễ dàng. Mà quan trọng á là anh Long đây là một người từ bi hỷ xã. Trời ơi, chỉ gặp như ca sĩ khác mất 100 triệu hả? Sớm mình lên báo lâu rồi. Trời, lên báo nè. Hả? Báo gì? Ở chưa được bao lâu thì sống bình an lại xảy ra vụ mất tiền. Sống bình an có thực sự bình an? Gì trời? Sống bình an ăn trộm 100 triệu của ca sĩ Đàm Vĩnh Long. Sao tin liên lạc dữ vậy trời? Không được rồi, phải về hỏi anh Long mới được. Ừ. Khoan Nhi, em nghĩ chuyện như thế này chỉ có người trong cuộc mới làm được thôi. Ừ. Thì đúng rồi. Đó. Sao nào? Người đang tin chắc chắn là thằng ăn trộm. Ác tới mức mà nó ăn cắp tiền của anh Đàm Vĩnh Long, bán tin cho nhà báo để lấy tiền nhuận bút thêm nữa. Ghê thiệt chứ. Mình đi mọi người ơi. Đi đi đi. Ê, đúng không, đúng không? Đúng không thầy? Đừng có hỏi anh Long không có biết đâu. Bà con bình tĩnh nè. Anh Long biết rồi hả? Dụ mấy bài báo. Dạ. Anh giải thích rõ cái nữa. Dạ, bà con bình tĩnh nha. 100 triệu đó là tôi định làm từ thiện. Người ta lỡ đâu tôi lấy đi mất. Tôi hơi bức xúc á. Cho nên tôi có lỡ đăng trên trang cá nhân của tôi là 100 triệu không cánh mà bay. Chắc báo chí rồi vừa rồi đó rồi xuyên tạc thôi, chứ thật tôi không hề có ý nào xúc phạm bà con hết. Cái chuyện này tôi có thật không ạ? Đây ekip tôi làm chính hoàng, tôi có định làm thiện nguyện thiệt. À, có không? Tôi có lên danh sách hộ nghèo của bà con rồi ạ. À. Anh đúng là cái người mà để cho cái lớp ca sĩ trẻ như em noi theo luôn á. Đạo đức quá trời. Làm rõ chuyện này mới được. Phải làm rõ. Dạ, cảm ơn. Thôi bây giờ vậy, thật ra thì mấy cái báo lá cải đó cũng không có ảnh hưởng đến cái xóm mình nhiều lắm, tôi cũng không có tin đâu. Idol số 1. Hay là bây giờ vậy, anh Long đây nghỉ ngơi, giữ bình tĩnh, để chuyện còn lại để cho nhóm tụi tôi phá án. Tôi với mấy đứa học trò cũng không giấu gì anh Long thì cũng phá được một số vụ án kể từ khi mà tụi tôi về đến cái xóm Bình An này. Có phải không lớp? Dạ thì cũng là công lao của tụi mình mà. Đúng, công lao của nhóm, nhưng mà tôi là người chủ trương là dẫn dắt các em xuống đây. Vậy thôi chăm sự nhờ bà con nghe. Dạ anh. Bà con đừng có buồn tôi nghe. Dạ. Tôi xin phép buồn thì không buồn, nhưng mà anh Long phải bình tĩnh nha. Dạ. Tôi là trưởng fan club của anh Đàm Vĩnh Long. Tôi tuyên bố luôn nha, thằng nào lấy tiền của ảnh tôi đập chết mẹ rồi giao cho công an xử lý. Bây giờ mình phải điều tra ra ngày hôm qua ai là người tiếp cận anh Đàm Vĩnh Long. Cả xóm. Nếu như vậy thì khó. Mình khoanh vùng lại hẹp hơn, khoanh những người tiếp cận mà sát anh Đàm Vĩnh Long nhất. Là thầy á, anh Chiến với anh Đen. Hôm qua bài nào ba người cũng lên nhảy nhiệt tình lắm, sắp rạp á. Ê thằng này, mày có thể nói thằng thầy của mày. Trời ơi. Hay mà. Nè, mày có thể nói thầy của mày, nhưng tao với anh Chiến không có. Mày nghĩ sao? Ảnh là idol của tao, tao là trưởng fan club, với lại tao nói là không chi cúng. Nhưng mà ai là người đề xuất? Tao. Tao kêu là phải tìm cho ra thằng đó. Mày nghĩ sao tao lấy? Mày điên á. Cho thầy hỏi nói vậy. Ông thầy cũng vậy. Thầy đường đường là một người thầy, thì làm sao mà thầy có thể đi lấy ăn cắp ăn trộm được, đúng không? Thầy sẽ theo Đen. Thầy chung với Đen đề xuất cái chuyện mà tìm cho bằng được cái người nào lấy tiền, đúng không? Đã lấy tiền thì tìm cho bằng được sao mà tìm, đúng không? Thầy vậy đi. Ừ. À vậy còn anh Chiến? Anh Chiến đâu ta? Mày không hiểu cái gì? Tao với thằng bạn tao nghèo thiệt nha, nhưng không đi ăn cắp ăn trộm nha. Đen, nó hỏi thôi mà. Đúng thôi. Ở bây giờ vậy đi. Để cho công bằng á. Giờ không đổ lỗi cho ai hết. Bây giờ mình chia ra mình đi hỏi nguyên sớm đi. Ai cũng mình cũng hỏi là không được đâu thầy. Bây giờ hỏi làm gì có thằng ăn trộm này mà nó nhận. Đúng rồi. Làm vậy không khác nào bứt dây động rừng hết đó. Ừ. Em nghĩ trước mắt mình nên để mọi chuyện nó tự nhiên đi. Xong rồi mình chia ra, mình đi xem vòng vòng trong xóm á. Ai mà có những cái biểu hiện như là mua những cái đồ mới nè, mắc tiền nè, hoặc là tiêu xài phung phí, thì mình nên khoanh vùng những cái người đó mình điều tra. Mọi người thấy vậy được không? Con thấy được á. Thì bây giờ mình có tiền mình xài không có gì. Dạ. Anh mượn chiếc xe đạp này chạy ra chợ mua ít đồ nha. Dạ, anh đi đi. Cảm ơn. Dạ. Nè, có ông này nè.
Ổng mà chơm luôn chiếc xe đạp là ổng em biết được thôi, thôi quen thôi, hiểu không? Thôi quen hiểu không? Mày coi quan sát. Đồ sáng giờ mày vô ăn gà nè. Ai mà có những cái biểu hiện như là mua những cái đồ mới nè, mắc mắc tiền nè, hoặc là tiêu xài phung phí thì mình nên khoanh vùng những cái người đó mình điều tra. Ngon ăn đi. Nay ăn gà rồi ta, nguyên con rồi nữa. Là vừa mắng. Ê Chiến, anh em mình tới giờ sống nghèo nghèo vậy mà vui ha? Vui nhiều vui, khùng hả? Tuy nhiên nghèo vui. Mình đang nghèo là mình chấp nhận cuộc sống hiện tại thôi. Nhưng mà mình luôn luôn phải tìm mọi cách bằng mọi giá phải kiếm thật nhiều tiền, hiểu không? Bao nhiêu mới là đủ? Thì ví dụ như hiện tại như giờ móc trong túi tao mày chừng vài trăm ngàn, thì mình cố gắng như vài ngày nữa mình kiếm vài triệu, cỡ một hai tháng nữa mình kiếm vài chục triệu, từ đây gom tới Tết kiếm chừng có trăm triệu là được rồi. Đúng không? Từ từ mình làm lên, mình có vốn mình làm ăn nữa. Đem trả anh ta đi. Gà đang ăn kêu gà khùng hả? Con gà này ở đâu ra? Tao đi cắt bưởi cho ông Bảy, cắt nguyên buổi sáng cho ông bán. Giờ bán xong ông cho đâu con gà như trả công cho tao. Giờ mày còn chối nữa, đem 100 triệu của ông Đàm Vĩnh Long trả cho ông đi. Mày bị khùng hả? Tự nhiên mất tiền đổ thừa tao. Hồi nãy giờ tao cố gắng nói là để cho mày tự khai. Bây giờ tao nói này nè, coi coi mày cãi sao. Tối qua mày đi đâu? Tối qua tao ngủ với mày á. Nửa đêm hôm qua mày đi đâu? Nửa đêm tao đi đáy. Tại sao mày đi đáy? Mẹ mày, tao mắc là tao đi chứ mắc gì mà không cho tao đi. Tao tiểu đêm từ đó tới giờ. Bữa nay tự nhiên mày thắc mắc. Điện cái cớ rồi đi đáy để mình giấu tiền cái gì. Ok. Mày bị gì á? Cãi. Tao nói mày nè, từ trước tới giờ á, tao sống sao mày không hiểu hả? Ví dụ như là tao lỡ tao ăn trộm cái gì nhỏ nhỏ về tao điều chi cho mày mà. Mắc gì tao giấu luôn cái gì? Nhưng mà cái này nó lớn, 100 triệu lớn lắm á Chiến. Gặp tao, tao cầm 100 triệu, tao lấy 100 triệu, tao có 100 triệu, tao xài một mình. Xài một mình. Không có chia cho thằng nào hết á. Làm ví dụ như mày có 100 triệu là mày xài mình mày không chia tao hả? Ừ, xài mình chứ. Mắc gì phải chia làm chi? Lỗ. Vậy mày cứ coi 100 triệu đó tao lấy đi. Mày nhận rồi đúng không? Ừ, tao lấy á. Vậy chia đi, thằng 5 năm. Tao nói ai nghe đâu. Thì thôi mà không mày thì mày 7 tao 3. Nãy mày mới nói vậy. Tao nói là nếu tao có 100 triệu tao xài mình. Vậy đó, thì tao có 100 triệu tao xài mình. Thật ra là tao chỉ quá thông minh để mà tao đài mày. Tao không ngờ mày là người vậy luôn. Nghe tao đi. Anh em nghe tao đi. Cầm 100 triệu đưa cho tao rồi tao đem qua tao trả cho ổng. Rồi tao nói là tao bắt được thằng thủ phạm nhưng mà nó chạy rồi. Không. Mắc gì tao phải đưa. Quyết tâm không đưa đúng không? Ừ. Vậy thì tao đi. Chứ tao không thích sống với thằng ăn cắp như mày. Ờ, vậy đi. Mày đuổi tao đúng không? Mày tự đi tao đuổi gì khùng á. Đúng rồi. Giờ tao có 100 triệu rồi, tao kiếm cớ, tao đuổi mày đi chứ. Mắc gì để ở đây ông lấy tiền xé tiền nuôi tao nữa. Mày quyết tâm đuổi tao đi đúng không?
Mẹ đi đi đi, nước nhiều quá. Bây giờ vui hề cản mà luôn á. Ok. Đi đi. Nhưng mà tao muốn nói mày một câu nè. Mày có thể sống xa với tao, nhưng mà tao không thể nào sống xa với mày được. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, tao mất thằng bạn. Trăm triệu đuổi đi. Nhận vô đâu đi hả? Tôi quên. Tào lao. Tình cảm của anh em mình giờ giống như con gà này. Xé làm đôi, làm ba. À, đúng là ngáo rồi chứ. Ừ. Đang đi ăn rồi, còn đưa hộp sữa tôi chi nữa, không biết nữa. Thôi là sữa lớp ngon á. Lát giảm khẩu phần là ăn lại nha. Ủa? Sao xe của con ở đó vậy? Phải không? Phải xe con không? Thì ông Thông chắc đâu đây hả? Ông Thông chắc đâu đây hả? Cũng không đi ăn luôn. Kìa. 20 triệu nè, cầm đi. Dạ. Ê, anh Thông. Hả? Hello đâu anh. Đâu đây hả? Ủa? Anh Thông nói là mượn xe ra chợ mà sao anh ở đây? À, anh đi chợ rồi và anh có việc riêng chút xíu. À, vậy thôi. Công việc riêng đi hả? Ừ, tạm biệt trước nha. Dạ, mà... chào hai anh nha. Đi đi. Đi Sigo Thắm ơi. Nhiều Sigo nhiều sữa nha. Người không có tiền và đá. Không có tiền Sigo cũng nhiều sữa. Trời mắc cười. Lấy thêm nhiều đàn phộng nha. Ok luôn. Đúng là con chầm chài con khác. Thêm đậu phộng cũng được. Mày uống Sigo tao mời. Ôi, có tiền uống trà đá được rồi, không ăn tiền, uống ăn uống tiền cũng ăn cắp mà. Lấy bịch trắng, bánh trắng trộn luôn đi. Trộn luôn. Trời ơi, tôi coi đúng là người tàn ác người sống thảnh thơi. Mấy chú, hôm nay có ai đặt tiền nhiều bất thường không mấy chú? Tao á, anh Thu hỏi gì mày? Dạ, không có gì đâu mấy anh. Hỏi lấy tiền theo dõi chứ chị. Dạ, em nói giỡn á, uống sữa đi. Anh giỡn hả? Tụi anh cũng đang giỡn mà, vô đây giỡn cho anh xíu. Dạ không có gì đâu, dạ em xin lỗi mấy anh nha. Có gì đâu, đi vô đây. Em ơi. Anh ơi. Sáng giờ em với Tuấn đi vòng vòng xung quanh xóm mà không thấy ai khả nghi hết trơn á. Em cũng thấy. Ôi thằng Vương này chắc nói cho có chứ ở nhà lười chứ tìm ai được. Cho thấy. Tuy là em không tìm được thủ phạm nhưng mà em thấy người khả nghi. À rồi. Có hả? Ai vậy? Sao vậy? Mới sáng em ra đầu đường nè, thấy một ông chú cầm một xấp tiền dày nè, ngồi phẩy phẩy mặt hớn hở. Nghi không? Nghi. Nghi chứ. Em lại em hỏi liền. Phải hỏi vô này. Sao? Chú, số tiền này ở đâu mà ra? Rồi, chú trả lời sao? Chú nói tiền của tao bán trái cây. Chắc ông xạo. Người mình nói láo mình nói mới bán được cái này mới. Không. Em hỏi ngay cái sạp trái cây của chú luôn. Em thấy hợp lý em mới đi vậy chứ. À, còn cô Trang, có đối tượng nào không? Tôi thì cũng có một đối tượng khả nghi đấy. Nhưng mà để ngày mai tôi quan sát thêm cho chắc chắn đã. Mà là ai vậy cô? Cô Thắm bán nước. Chị Thắm mà. Ôi sao cô? Hồi sáng nay tôi thấy nó mặc đồ đẹp lắm. Này, vàng hay đeo từ tay lên nách. Ừ, nghi ngờ chưa? Nhưng mà tôi tinh tế, tôi đâu có như thằng này. Bứt dây động rừng thì sao? Cho nên tôi phải âm thầm rình mò quan sát theo sau. Rồi sao nữa cô? Đi theo nó một đoạn dài. Tới một cái ngã tư. Bỗng nhiên nó đứng lại.
Nó nhìn ráo rác như thế này này. Ồ vậy là nó rồi. Đúng rồi. Không lẽ chị thấm thiệt hả ta? Ta khẳng định là nó. Ồ chứ nhìn ráo rác làm gì? Đấy là cái ngã tư, nó không nhìn ráo rác như thế này xe động nó thì sao? Ngã tư bự chà bá như này cơ mà. Tôi tưởng tượng ngã tư nhỏ. Không có hiện được hình ảnh trong đầu. Rồi nó băng qua đường. Tôi băng theo sau. Không lẽ quẹo. Nó đi đến đâu? Tôi phải đi đến đó. Đúng vậy. Tôi đâu quay lại. Tôi phải núp liền. Nguy hiểm nhỉ? Sau đó, tôi phế lá cây ra. Tôi xem thử là nó đi đâu, nó gặp ai, nó làm cái gì. Nó vẫn tiếp tục đi thẳng nha. Đó, 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 đi thẳng. Quẹo một cái đám cưới. Tức ghê chưa? Cho nên là tôi mới nói là để xem thử ngày mai, xem thử nó đi đâu, làm gì về ai rồi. Không nên. Không, tôi nghĩ là tại sợ ngày mai mà nó đi đám ma, đám dỗ một cái nữa là cô mệt nữa đó. Cô mất mấy ngày nữa đó. Cô giữ sức đi cô. Vậy là con đám này nó đi đám cưới rồi. Thì nó đi đám cưới mà. Đúng rồi đó con. Ủa sao mọi người ai cũng biết luôn đó hả? Dạ. Á, cô chị dễ nhận ra mà. Ủa, rồi còn thầy sao thầy? Nãy giờ mọi người kể ai cũng fail hết mà tôi nghĩ là câu chuyện của tôi là nhục nhất á. Ủa, sao vậy thầy? Nhục sao? Kể con. Không, cái này nhục là nhục đúng chứ không có như những lần trước. Tại câu chuyện nó rất là rõ ràng. Sao? Bà Sáu biết rồi đúng không? Biết bà Sáu đúng không? Biết. Là hồi chiều nay mới đi ngang qua nhà bà Sáu. Là ngay lúc đó là người ta giao cho bà chiếc xe điện. Mới keng xà beng luôn. Bà sắm một chiếc xe điện. Xe điện giờ cũng phải hai mấy ba chục triệu luôn á. Thì đó. Mà ngày hôm qua cô Sáu cũng có đi xe văn nghệ nữa. Thì đó. Đáng nghi, đáng nghi. Ủa rồi, sao? Tôi vẫn rất tinh tế. Tôi không có hỏi thẳng. Tôi hỏi là, cha, dạo này làm ăn lên quá ha. Bữa nay thì tiến bộ vậy? Hả, cái gì? Tiếp. Thì bà nói, lên con mẹ gì? Sao lại chửi? Bà nói tao mới thua đề, tao nợ. Tao bán con SH để tao mua xe điện tao chạy đỡ. Lên là lên cung mẹ gì. Vậy là cũng xuống. Xuống lắm luôn. Thôi, xin lỗi thầy. Mà nhục đúng không? Lần này nhục đúng không? Nhục lắm luôn á thầy. Cuối cùng cũng có ngày lưu lớp hiến kế làm nhục thầy. Trời ơi. Đúng rồi. Còn cái gì nữa luôn đi. Kế gì nữa? À, em có chuyện này. Kế nữa hả? Tại em thấy anh trợ lý của anh Long có chút đáng nghi á. Nghi sao? Nghi sao vậy Phong? Thì hôm qua mình thấy anh đưa 20 triệu cho người ta đó. Sao? Hôm bữa nữa em có nghe được là anh ứng tiền lương của anh Long mà anh Long không cho. Lương của anh thì ít nữa. Em đang thắc mắc là trong cái thời gian ngắn như vậy sao anh xoay được số tiền 20 triệu đó anh đưa cho người ta. Em ơi, cái vấn đề ở đây là em phải động não lên một chút xíu nữa. Đó, nãy giờ mọi người ở đây là khen thầy có tiến bộ là do cái quá trình mỗi ngày. Thầy có được ngày hôm nay là thầy cứ suy nghĩ động não từng phút từng giây. Em đang nói về vấn đề 20 triệu của ông trợ lý. Nhưng mình đang tìm là tìm 100 triệu của anh Long. Nó không có liên quan với nhau. Bây giờ nè, có thằng nào ngu mà ăn cắp 100 triệu xong rồi đưa 20 triệu cho người khác giữ, rồi giữ trong người 80 triệu để bị phát hiện không? Ý của em không phải là em khẳng định anh lấy, mà là chỉ là em đang thắc mắc tại sao trong cái thời gian rất ngắn như vậy mà anh lại đang khó khăn về tiền bạc nữa. Anh kiếm đâu ra 20 triệu để nuôi cho người ta? Cái đó chuyện của nó, 20 triệu không có quá lớn như cái 100 triệu mất. Trời ơi, dù thiếu 20 triệu thì chơm 20 triệu thôi, thiếu 20 triệu chơm 100 triệu. Chưa kể ổng là trợ lý của một ca sĩ nổi tiếng. Thì cái chuyện ổng để dành được 20 triệu là chuyện bình thường. Ổng có 20 triệu ổng đưa cho người ta, chuyện ổng làm gì ổng làm. Đúng rồi. Dạ, vậy chắc cái này em sai, em xin lỗi mọi người. Hôm nay bạn đã sai hai lần rồi đó. Thấy chưa Nhi? Sáng mắt chưa? Nhưng mà không sao. Phong chịu khó động não nghĩ ra cách này cách kia cho mọi người thử. Nó có cách nào đúng, cách nào sai. Chứ không ngồi không không mà đợi ta sai lầm mà ngồi phán xét. Thầy, ai vậy thầy? Con hỏi anh Vương xem nào. Anh Vương, ai vậy? Tao á. Ồ, đúng không? Trời. Nổi luôn rồi kìa. Dạ, cảm ơn bà con nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn bà con nhiều. Dạ. Quý quá. Dạ. Thật ra suốt thời gian qua mà ở đây á, thật cảm ơn bà con nhiều lắm á. Nếu mà không có tình cảm bà con không biết là ở đây làm sao luôn á. Một lần nữa cảm ơn bà con nhiều nha. Hy vọng gặp lại bà con một ngày gần nhất nha. Còn trong thời gian ở lại đây thì mà có điều gì sơ suất bà con đừng có buồn nha. Hồi hiểu lầm thôi. Cái vụ 100 triệu á. Không chỉ cứu nha. Đừng cái gì. Dạ. Thôi chào bà con nha. Dạ. Dạ. Long. Hả? Em xin lỗi anh. Thảo
quá. Ủa gì á? Cái thời gian tôi ở đây á, cậu là người đối xử tôi tốt nhất á. Vậy nha. Thôi, xin phép. Dạ. Anh Long. Gì nữa? Em nghĩ là mình cần để làm rõ chuyện này để con trả lại trong sạch cho xóm Minh An nữa. Trời ơi, mà tôi đã nói là không truy cứu rồi mà. Anh nói không chịu cứu rồi, thôi đi. Chứ giờ tìm cũng ra đâu. Hôm qua em thấy anh Thông có đưa 20 triệu cho một người lạ á. Ê, 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 cậu đừng có nói bậy nha. Sao vậy? Thật sự là anh chỉ mất 20 triệu chứ không phải 100 triệu đúng không anh Long? Cái gì? Hả? Cái gì? Là sao? Ủa, em nói gì kỳ vậy? Rõ ràng anh mất 100 triệu mà. 20 triệu hay là 100 á? Anh Thông, anh là người hiểu rõ nhất đúng không? Sao lại anh uống dữ vậy? Bà con quá chân tình, hết gà số luôn. Thôi, ngủ à. Anh Long. Hả? Anh biết bà con ở đây đối đãi mình chân tình, mà sao anh mất có 20 triệu mà anh nói tới 100 triệu lận? Không thấy tội họ sao? Mày, mày thấy 1.000 có thể mày lượm hoặc không lượm, nhưng mà mày thấy 100.000 có thể mày lượm, nhưng mà xung quanh có vài người thì vì cái tô của mày nên mày không lượm. Nhưng nếu đó là 100 triệu thì mày và những người xung quanh sẽ sẵn sàng bỏ cái tô ra mặt nhảy vô chụp giật. 20 triệu không đủ cho nên phải 100 triệu nó mới lại giật tiếp được. Nhưng mà cô ngon à, suy nghĩ kỹ đi. Đúng là tôi lấy. Trời ơi. Thôi. Đâu còn đó này. Để coi giải thích coi sao nè. Ủa đen. Thông. Tại sao cậu lại đối xử tôi vậy? Từ đó giờ tôi có tệ bạc cậu gì không? Có. Ví dụ như bầu xô bút xô anh, anh đi trễ, người ta trừ cát xê của anh, tại sao anh lại trừ lương em? Tại vì cậu đi trễ. Em tới nước giải quyết được gì? Anh là người diễn, em tới làm được gì? Nhưng mà giờ nói tóm lại nè, cậu có tới trễ hay không? Có. Vậy là được rồi. Chuyện sớm vậy, đưa lên công an đi. Lấy tiền đưa lên công an đi. Lấy tiền công an đi. Đúng rồi. Ai nữa vậy? Hên quá còn kịp. Anh ơi, em nghe tin anh về Sài Gòn nên em tranh thủ qua để cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Nhờ anh đưa 20 triệu để chữa bệnh cho mẹ em. Nếu không có anh á, không biết giờ mẹ em ra sao nữa. Là sao? Ủa, anh Thông nói anh đưa 20 triệu cho anh Thông để đưa cho em mà. Nè Thông, từ đó giờ anh em mình sống với nhau giống như là cái gì là anh em vậy đó. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Cái chuyện xảy ra trong gia đình về sau nói tôi biết trước, tôi đưa tiền cho. Tự nhiên thì làm được cái chuyện này. Anh im đi, anh đừng có diễn nữa. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh có nghe tôi nói đâu. Ông đang diễn đó bà con. Tôi cũng biết dạo này anh ế xô, anh càng bia tên tuổi, nhưng mà đâu nhất thiết phải bia bẩn như thế này. Bà con ở đây quá tốt với anh mà. Số tiền 20 triệu mà tôi ăn cắp của anh là tôi sai. Tôi hứa sẽ trả lại cho anh. Còn nếu anh không tin tôi, anh có thể tố cáo tôi lên công an. Tôi sẽ chấp nhận hết. Anh Thông ơi, hoàn cảnh của anh đã khó khăn như vậy á, thì 20 triệu này để em trả cho ổng là xong với gì. Tôi ngờ ông là người như vậy luôn. Chưa được. 20 triệu đó cậu không cần thiết phải trả lại cho tôi đâu. Có bị trễ, xin lỗi nha. Trong suốt thời gian qua tôi đối xử không được tốt. Đừng giận tôi. Còn với bà con, tôi biết là bây giờ tôi nói gì chăng nữa thì
bà con cũng cho tôi là ngụy biện thôi. Nhưng mà xin bà con hãy cho tôi nói một lời. Xin lỗi bà con nhiều. Tôi và ekip hứa là sẽ quay lên và đính chính với lại truyền thông về cái chuyện xảy ra như thế này hôm nay. Chào bà con. Tại Lộc, em cũng có lỗi. Tôi cũng xin lỗi mọi người. Anh, để em. Anh Long, nếu như anh giữ đúng lời hứa thì anh Bum sắp tới chuốc xe cô lấy đò bằng rượu đế. Tôi sẽ là người ủng hộ của anh. Sao ủng hộ? Không có ủng hộ anh Long, em cũng dạy anh tới nữa. Em nữa. Em nữa. Tất cả bà con sống bình an, mãi ủng hộ Long. Mãi ủng hộ, mãi ủng hộ. Đây. Gì vậy? Về kêu Chiến mai qua cắt bưởi giùm tao nha. Nó cắt lẹ quá trời. Chiến. Ây da. Úi cha, đang ăn cơm hả? Bị đu gì không thấy? Ôi, cho tao xin lỗi. Xin lỗi gì? Tao biết ai là thủ phạm lấy 100 triệu của ông Nam Vĩnh Long rồi. Tao lấy. Không phải mày mà trợ lý của ổng lấy. Thôi đừng giận tao nữa. Cho hơi sức đâu giận người dân. Tao biết tao sai, nghĩ sai cho mày. Có sai rồi. Tha lỗi cho tao, về ở lại. Ôi mày điên quá. Mày về mày ở chung với tao á, có ngày tao móc túi mày á, tao dân trộm cướp mà. Em cho ở thôi. Tao đi á. Không cản luôn á. Đói bụng được mày được chén cơm. Mời mày mới ăn hả? Mẹ mày nhà mình muốn ăn vô lấy chén ra ngồi ăn. Phải đợi mời mày mới vô ăn hả? Nhà mình hả? Mình là hai mình đúng không? Vậy là Chiến hết dần đen rồi. Mày cười mày. Mày cười. Hai đứa tưởng giận. Nãy vô nhìn thấy cái ghế là biết còn thương còn nhớ rồi. Chiến, mốt quá, ban đêm ban hôm mà Chiến có mắt đái á, cứ đi đái thoải mái tự nhiên, anh đen không để ý đâu. Bớt nhầy lại giùm tao được rồi. Không nhầy đâu, mày là thật lòng á. Ê quên nữa, nãy ông Bảy á, ông gặp tao á, ông nói mai mày qua mày hái bữa nữa. Ông nói mày làm tốt. Mai mày đi. Mắc gì tao đi. Lấy công chuộc tội, rồi bệnh mày hái bữa đi xong rồi về ông trả công con gà đem về đây ăn. Giống như lần trước mày nghĩ lấy 100 triệu mua gà á. Quá, đừng nhắc chuyện đó nữa. Thôi được rồi, để mai đem qua bên đó, đem hái bữa xong rồi đem gà về. Chiến chứ việc nằm phè ở nhà, đem gà về cho Chiến ăn. Hai đứa mình ăn chung như là gia đình. Cho nó nhiều vô chén cơm đi. Ta, hôm nay không có gà hả? Vâng. Không quá không, tao giận mày nữa, tao giận mày nữa đó.
thấy không? Hiểu chưa? À. Thấy chưa? Chấm muối luôn đưa lên đó. Ở dưới đâu rồi đó. Chấm mấy lần đó cảnh làm biết luôn thôi. Chấm 3 lần nha. Vậy là chút nữa mà. 1, 2, 3. Rồi đó. Cùng nữa rồi.